Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Quốc Oai. Chương trình gồm nội dung chính sau. Thưa quý vị và các bạn, với sự nỗ lực cố gắng của hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của toàn thể nhân dân địa phương, đến nay huyện Quốc Oai đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới 100% xã trên địa bàn và hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1179 về việc công nhận huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Sáng ngày 12 tháng 10, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quốc Oai long trọng tổ chức lễ công bố quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới và tổng kết phong trào thi đua người tốt việc tốt. Đây là niềm vinh dự tự hào và nguồn động lực to lớn để các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phấn đấu xây dựng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Nguyễn Văn Xỉu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo các sở ngành thành phố, các quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đến dự và tặng hoa chúc mừng hội nghị. Báo cáo về kết quả xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua người tốt việc tốt do đồng chí Đỗ Huy Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện trình bày nêu rõ. Cách đây gần 10 năm, khi Trung ương có chủ trương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thành ủy có chương trình 02 để lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Có thể nói, khi bắt đầu công việc xây dựng nông thôn mới, huyện Quốc Oai có xuất phát điểm thấp như thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 13,7 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia đạt 21,9%, tỷ lệ hộ nghèo ở mức 12,94%, tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch đạt 10%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 35%. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng cấp ủy đảng, các ban ngành đoàn thể, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai đã chung sức đồng lòng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Quốc Oai đã đạt được những kết quả toàn diện. Về tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 11% trên năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 44 triệu đồng trên người trên năm, tăng 30,3 triệu đồng so với năm 2010. Đã dồn điền đổi thửa 4.348 ha đất nông nghiệp cho 16 xã. Đã cấp được trên 44.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đạt tỷ lệ 99,73%. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 0,46%, giảm 5.049 hộ nghèo so với năm 2010. Huyện đã phát động phong trào Ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp, đến nay đã trồng mới được hơn 776.000 cây xanh, đã xây dựng được trên 100 tuyến đường kiểu mẫu, đường hoa. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày đạt 98%. Đã đóng cửa 31 trên 37 bãi rác, xóa bỏ các điểm đen về môi trường. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch sông Đà đạt 82%. 54 trường công lập đạt chuẩn quốc gia bằng 73,97% và có 2 trên 3 trường trung học phổ thông đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 67%. Toàn huyện nhựa hóa, bê tông hóa gần 800 km đường giao thông nông thôn đạt chuẩn. Đã đầu tư tu bổ tôn tạo được 55 di tích, xây mới 38 nhà văn hóa thôn, lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời cho 75 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, xây dựng mới trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Đến nay, huyện không còn điểm nóng phức tạp. Hết năm 2017, huyện Quốc Oai đã có 20 trên 20 xã của huyện đều được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1179, công nhận huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất và công tác luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các ngành quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2019, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng người tốt việc tốt trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, trong hoạt động văn hóa văn nghệ, trong hoạt động từ thiện nhân đạo, trong lao động sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, giữ gìn an ninh trật tự quốc phòng và trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua người tốt việc tốt đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng, từ những học sinh là con ngoan trò giỏi đến những thầy cô giáo tâm huyết yêu nghề. Từ những người lao động giỏi, cần cù đến những giám đốc doanh nghiệp sáng tạo, làm giàu cho tập thể, cá nhân và xã hội. Cán bộ cơ sở miệt mài tận tụy, những chiến sĩ dũng cảm,
không ngại gian khổ, hy sinh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Họ là những cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến sức lực và trí tuệ trên khắp các lĩnh vực, mọi mặt của đời sống xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xỉu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, chúc mừng những thành quả, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai. Chúc mừng huyện Quốc Oai đã đạt được chuẩn nông thôn mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố tin tưởng với truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn, bền vững hơn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra. Tiếp thu ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Xỉu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố, các quận, huyện đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, đồng hành cùng huyện trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh. Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, cùng với các nhiệm vụ trọng tâm khác, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của huyện tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương, của thành phố, các mục tiêu, chỉ tiêu huyện đề ra để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, quyết tâm chủ động sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, chăm lo xây dựng, củng cố khối sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện chung sức đồng lòng tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của huyện và các xã gắn với phát triển đô thị xanh sạch đẹp, đồng thời gìn giữ văn hóa truyền thống bản sắc của địa phương. Các cấp các ngành quyết tâm hoàn thành và đạt vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra và nâng cao tiêu chí huyện nông thôn mới, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung như sau: phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng theo hướng bền vững, tạo điều kiện và khuyến khích việc xây dựng thương hiệu các sản phẩm công nghiệp làng nghề, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa hiện đại hiệu quả cao, nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn xanh sạch đẹp, một miền quê đáng sống như theo như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã phát biểu chỉ đạo, tập trung xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, giữ gìn văn hóa truyền thống thủ đô nghìn năm văn hiến, thanh lịch, sâu sắc và bản sắc, phát động đẩy mạnh các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong cộng đồng dân cư, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xác lập vai trò vị thế của mọi người dân, chủ thể nông thôn mới, chủ thể ở nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới, để nhân dân được tham gia đóng góp và trực tiếp thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân là nhân tố quyết định thành công của xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và tặng danh hiệu người tốt việc tốt năm 2019 cho 30 cá nhân. Nối tiếp thành công của buổi lễ công bố huyện Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới, tối ngày 12 tháng 10 năm 2019, đồng loạt 21 trên 21 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tưng bừng tổ chức đêm liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Liên hoan văn nghệ quần chúng được tổ chức trên địa bàn huyện Quốc Oai đã diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi với hàng trăm tiết mục ca múa nhạc đặc sắc sôi nổi, mang đậm nét truyền thống văn hóa quê hương đất nước và quê hương Quốc Oai anh hùng như dân ca, hò về, hát chèo, hát dô, hát tuồng, diễn kịch, những lời ca tiếng hát điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, của huyện đã được dàn dựng công phu đẹp mắt, thu hút đông đảo nghệ sĩ không chuyên là những quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện biểu diễn, đem đến không khí vui tươi, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Đặc biệt đã ca ngợi được sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, quân và dân trong huyện tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi bộ mặt làng quê, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đêm liên hoan văn nghệ được tổ chức không chỉ là dịp chúc mừng những kết quả ý nghĩa mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai đã đạt được, mà còn tạo không khí vui tươi phấn khởi động viên cán bộ nhân dân các địa phương tiếp tục thi đua, quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới trong những năm tiếp theo.
Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa văn nghệ của huyện chào mừng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, qua đó kính dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu, tiếng hát ca ngợi lòng tin tưởng và tự hào về Đảng, về quê hương đất nước trên con đường đổi mới phát triển, trên con đường. Ngày 11 tháng 10 năm 2019, huyện ủy Quốc Oai đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện đề án số 21 ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện hai đề án nhằm tiếp tục kiện toàn thôn tổ dân phố để có hệ thống các thôn tổ dân phố ổn định, đồng bộ, thống nhất, có quy mô số hộ dân hợp lý, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, tập quán, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của từng địa phương, giảm số lượng thôn tổ dân phố có quy mô nhỏ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng dân cư theo địa bàn thôn tổ dân phố, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền cấp xã, hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác tư tưởng, tăng cường tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện và cần có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện đề án. Việc triển khai sắp xếp, kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách phải gắn với kiện toàn thôn tổ dân phố, đảm bảo thận trọng, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và theo đúng quy định. Sáng ngày 7 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc hát quốc ca và sinh hoạt dưới cờ đầu tháng để đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của huyện Quốc Oai tiếp tục có bước phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành chủ yếu ước đạt 8.723 tỷ đồng, đạt 69,1% so với kế hoạch năm, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông lâm thủy sản chiếm 15,2%, công nghiệp xây dựng chiếm 57,1%, thương mại dịch vụ chiếm 27,7%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 705 tỷ đồng, tăng 42,35% so với cùng kỳ. Chi ngân sách hợp lý, chặt chẽ, có trọng tâm. Huyện đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh. Lề lối tác phong làm việc, kỷ cương hành chính của cán bộ công chức có chuyển biến tích cực. Văn hóa xã hội được quan tâm phát triển, y tế giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Lao động việc làm và xã hội được quan tâm, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã đánh giá việc thực hiện công tác trật tự nội vụ cơ quan, kết quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá chấm điểm cán bộ công chức viên chức người lao động tháng 9 năm 2019. Trong tổng số 214 nhiệm vụ giao các phòng ban thực hiện, kết quả đã thực hiện hoàn thành 102 nhiệm vụ bằng 47,66%, đang thực hiện 112 nhiệm vụ bằng 52,34%. Công tác đánh giá hàng tháng đối với cán bộ công chức viên chức lao động hợp đồng đã được các cơ quan đơn vị cá nhân thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Trong tháng 9 đã có tổng số 259 cán bộ công chức viên chức người lao động trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện được đánh giá chấm điểm, trong đó có 25 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 232 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và 1 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 10 tháng 10, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quốc Oai tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đợt thi đua cao điểm 75 ngày hành động sáng tạo quyết thắng với nội dung chỉ tiêu toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhận thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất, đơn vị dân chủ đoàn kết tốt, có nề nếp chính quy, kỷ luật nghiêm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, bộ đội và dân quân tự vệ thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ rơi phía sau. Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Thái Tâm Tứ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, đề nghị cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong huyện tích cực rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, vững chắc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
thực hiện tốt phong trào thi đua, quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương Quốc Oai ngày càng giàu đẹp văn minh. Sau lễ phát động, đại diện các đơn vị tự vệ đã ký giao ước thi đua với quyết tâm hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ chỉ tiêu thi đua đề ra. Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2019 và nói chuyện chuyên đề nghệ thuật làm vợ, làm mẹ, nuôi dạy con trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quốc Oai đã chủ động sáng tạo vận động cán bộ hội viên thực hiện hoàn thành xuất sắc các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội và các phong trào thi đua yêu nước. Hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát động nhiều phong trào và cuộc vận động, đặc biệt là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phấn đấu rèn luyện các chuẩn mực đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình 503 sạch. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn nói chuyện chuyên đề về nghệ thuật làm vợ, làm mẹ, nuôi dạy con trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các đại biểu đã được chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết để giữ gìn hạnh phúc gia đình trong cuộc sống hiện đại, như vị trí vai trò của gia đình, làm gì để giữ lửa hạnh phúc gia đình, kỹ năng nuôi dạy con cái trưởng thành. Trong đó, chuyên gia tâm lý học đặc biệt đề cao 4 chuẩn mực đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam trong vai trò giữ lửa yêu thương trong gia đình, đồng thời chia sẻ cách ứng xử khéo léo, kỹ năng sống và làm việc, nghệ thuật làm vợ, làm mẹ của chị em phụ nữ, các vấn đề liên quan đến cách ứng xử trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái. Sáng ngày 11 tháng 10, tại hội trường Ủy ban dân thị trấn Quốc Oai, Công an huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ông bà là tổ trưởng, bí thư chi bộ, chủ doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn. Trong 9 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thị trấn Quốc Oai phát hiện 14 vụ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật khác, giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng cơ bản được đảm bảo, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường chính. Tại hội nghị đã có 13 ý kiến của các ông bà là tổ trưởng, bí thư chi bộ và công dân trên địa bàn thị trấn đều bày tỏ sự đồng tình ủng hộ, đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của lực lượng công an và sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các ý kiến tham gia cũng nêu lên một số tồn tại hạn chế đối với lực lượng công an thị trấn và đề xuất với lực lượng công an huyện, công an thị trấn trong tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen và tội phạm về ma túy, đẩy nhanh thời gian trả kết quả cấp thẻ căn cước công dân và sổ khẩu, kiểm tra với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Các ý kiến của các đại biểu đã được lãnh đạo và một số phòng nghiệp vụ công an huyện tiếp thu và giải đáp đầy đủ. Trong những tháng cuối năm, Công an huyện sẽ tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, kiện toàn duy trì có hiệu quả các hình thức lấy ý kiến nhân dân, tổ chức gặp mặt đối thoại trực tiếp để nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng, ý kiến đóng góp, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 và 9 tháng 10, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổ chức lễ bế giảng và cấp chứng chỉ đào tạo nghề phi nông nghiệp cho gần 300 lao động nông thôn tại các xã Nghĩa Hương, Phượng Cách, Đồng Quang, Thạch Thán, Tuyết Nghĩa, Ngọc Mỹ, Sài Sơn và thị trấn Quốc Oai. Căn cứ kế hoạch Ủy ban dân huyện về việc đặt hàng đơn vị đào tạo nghề phi nông nghiệp ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2019, Công ty Đào tạo nghề xuất nhập khẩu lao động Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Tiến Vinh đã lập kế hoạch và tổ chức đào tạo 12 lớp sơ cấp nghề may công nghiệp tại xã Nghĩa Hương, Phượng Cách, Đồng Quang, Thạch Thán, Sài Sơn và thị trấn Quốc Oai. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trưởng Hà Anh đào tạo 8 lớp mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ tại xã Nghĩa Hương, Tuyết Nghĩa. Mỗi lớp có 35 học viên. Khóa học diễn ra trong thời gian 3 tháng. Các học viên được truyền đạt nội dung kiến thức cơ bản của nghề may công nghiệp, hướng dẫn các kỹ năng như cắt may và công đoạn hoàn thành một số sản phẩm trang phục, những kiến thức cơ bản về kỹ thuật đục, chạm, khắc gỗ. Sau 3 tháng, các học viên được kiểm tra tay nghề, đánh giá kết quả công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu.
Sau khi khóa học kết thúc, Công ty Đào tạo nghề xuất nhập khẩu lao động Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Tiến Vinh sẽ giới thiệu và tiếp nhận các học viên vào làm việc tại các cơ sở sản xuất uy tín, có thu nhập khá để người lao động nông thôn yên tâm lao động, ổn định cuộc sống. Sáng ngày 9 tháng 10, được sự đồng ý của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội và Ủy ban dân huyện Quốc Oai, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức hội nghị giải ngân tập trung nguồn vốn vay quỹ khuyến nông năm 2019. Trong đợt này, huyện Quốc Oai có 19 hộ đủ điều kiện vay vốn quỹ khuyến nông thành phố với tổng số vốn là 5 tỷ 800 triệu đồng. Trong đó, tùy theo phương án sản xuất, mỗi hộ được vay một khoản tiền tương ứng với thực tế. Phương án nhỏ nhất được vay 150 triệu đồng, nhiều nhất được vay 500 triệu đồng. Đối tượng vay vốn là các hộ nằm trong vùng chăn nuôi trồng trọt tập trung được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Nguồn quỹ khuyến nông thành phố là một kênh tài chính ưu đãi giúp cho các chủ trang trại, các hộ sản xuất được vay vốn với mức phí thấp để đầu tư mở rộng sản xuất. Đây là một chủ trương đúng đắn, kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho người nông dân. Hiện nay Trạm Khuyến nông huyện Quốc Oai đang quản lý nguồn quỹ khuyến nông thành phố với tổng dư nợ trên 19 tỷ đồng cho 68 hộ vay. Qua thực tế kiểm tra, các hộ đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao và đều hoàn trả vốn đúng thời gian quy định. Hiện tại các vùng chăn nuôi, vùng trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện đang có nhu cầu rất lớn về vốn vay để phát triển sản xuất. Vì vậy trong thời gian tới, Trạm Khuyến nông huyện sẽ tăng cường rà soát và hỗ trợ các hộ sản xuất tiếp cận nguồn vốn quỹ khuyến nông của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, hội diễn tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2019-2020 huyện Quốc Oai vừa khép lại trong sự thành công ngoài mong đợi của ban tổ chức, ban giám khảo bởi sự đầu tư luyện tập công phu và chất lượng của các tiết mục tham gia hội diễn của các đơn vị. Hội diễn văn nghệ tiếng hát cán bộ quản lý giáo viên năm học 2019-2020 của ngành giáo dục đào tạo huyện Quốc Oai được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước thủ đô trong năm 2019, nâng cao đời sống tinh thần, khả năng cảm thụ văn hóa văn nghệ cho cán bộ giáo viên học sinh, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giáo dục, đồng thời góp phần khơi dậy truyền thống tốt đẹp của đội ngũ nhà giáo, nâng cao vị thế nhà giáo, không ngừng phấn đấu vươn lên trong giảng dạy cũng như trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Hội diễn văn nghệ tiếng hát cán bộ quản lý giáo viên trên địa bàn huyện Quốc Oai đã trải qua các vòng loại sơ khảo tại 4 cụm thi gồm trường trung học thị trấn, mầm non Cộng Hòa, tiểu học Cấn Hữu và tiểu học Đông Xuân. Ban tổ chức và ban giám khảo của các cụm đã lựa chọn được 24 tiết mục đặc sắc nhất và hay nhất của 20 đơn vị trường học để tham gia biểu diễn tại vòng chung khảo. Tại hội thi, các nghệ sĩ không chuyên đã mang những lời ca, điệu múa với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thủ đô mến yêu, ca ngợi tình yêu thầy trò, hát về sự nghiệp chồng người như Thăm bến nhà rồng, Đất nước lời ru, Tâm tình cô giáo mầm non, Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, Mái đình làng biển, vân vân. Các tiết mục tham gia dự thi có sự đầu tư kỹ càng, dàn dựng công phu đẹp mắt, phần múa phụ họa giàu tính nghệ thuật. Nhiều tiết mục đã để lại ấn tượng và nhiều cung bậc cảm xúc sâu lắng cho ban giám khảo và khán giả đến xem cổ vũ. Sau một buổi sáng làm việc, hội diễn đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải thưởng nhất, nhì, ba cho ba nội dung thể loại gồm ca hát của cán bộ quản lý, ca hát của giáo viên và tiết mục múa. Đồng thời chọn ra 3 tiết mục xuất sắc nhất tham gia vòng thi khu vực cấp thành phố năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của truyền hình Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.